chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 8 đồng 10 đồng token 8 bit số nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.net, truy cập website để mình để phần dưới mô tả của mình nhé. Sau khi vào được website thì các bạn làm theo 20 dẫn cho website của giúp mình. Bước 1 các bạn sẽ check bao chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy bao chắc này ở đây và quay sau ví của bạn. Sau khi đã thêm được địa chỉ token rồi thì các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, tìm theo bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé, claimairdrop nó sẽ kéo xuống phần bên dưới này. Các bạn nhấp vào phần này là claim.figa, còn nhấp vào phần này là claim sẽ mất phí, nhiều phí BNB nhé. Đây các bạn nhấp vào đây là 108 bit. Các bạn nhấp tiếp theo thì hết cân đối nhé. Rồi sau khi bây giờ chờ một lát mình sẽ phải làm lại. Thì còn một tí khác mình đã phải làm rồi, thì sẽ cái thứ nhất thời gian của các bạn thì các bạn là cũng vào phải làm rồi nhé. Ra được cái thông số thử phần làm lại. Đúng mạng. Các bạn chỉ cần nhắc vào đây là được, không để mất thời gian luôn các bạn. Chúng ta sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án mới, truy phần thưởng token mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.